Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cũng vừa tổng kết tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người nghèo, công nhân lao động, người đang hưởng lương ngân sách theo quy định, với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Công tác kiểm tra quản lý thị trường, chất lượng hàng hóa được thực hiện thường xuyên, nguồn hàng đủ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Giá của một số mặt hàng thiết yếu vẫn ổn định. Lực lượng chức năng đã tổ chức 28 cuộc tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện 59 trường hợp vi phạm, tạm giữ 20 phương tiện và 41 giấy phép lái xe. Tai nạn giao thông không xảy ra. Huyện đã trang trí đèn hoa ở các tuyến đường chính, đồng thời tổ chức chương trình văn nghệ đón giao thừa chào năm mới 2024, kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, thu hút khoảng 5.500 lượt người xem. Công tác theo dõi chăm sóc lúa màu đông xuân 2023-2024 được đảm bảo. Tình hình sâu bệnh trên lúa ở mức thấp, qua kiểm Tết đa dạng chủng loại với hơn 154.000 chậu qua, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.